mù quáng gì với ai cả. Thằng Mỹ giờ nó cũng kiệt quệ, thâm thủng mậu dịch. Các bạn thấy những cái vấn nạn trong nước Mỹ nó cũng xảy ra hàng ngày và hàng giờ, nhưng nó đâu phải là hoàn hảo hết đâu. Để tôi cho các bạn xem nhà tù của nước Mỹ. Đây là một cái nhà tù, được gọi là nhà tù những cái người mà bị nhốt trong nhà tù này, các bạn biết đó, là những loại tù mà lâu năm, tù cứ dữ luôn. Nhà tù lớn kinh khủng. Thường thì cái nhà tù của Mỹ nó đặt ở mấy cái vùng ngoại ô, nó nằm ở mấy cái vùng xa lộ, ở vùng ngoại ô xa thành phố. Nhưng mà trong những năm gần đây thì cái người dân càng lúc càng đông lên á, thì nó tấn gần lên, thì cho nó hơi gần gần là những nhà tù. Các bạn biết đâu phải Mỹ là nó không có nhà tù, các bạn, nhà tù của Mỹ hơi bị dữ dằn. Có những lúc nhà tù nó không có chỗ chứa, và nó có một cái loại nhà tù nó gọi là nhà tù tư nhân nữa. Thằng Mỹ nó bày lắp trò lắm, tại vì nhà tù chính phủ nó không có đủ sức chứa đó. Các bạn biết nó cho tư nhân mở nhà tù để đặng mà phụ với chính phủ để đặng nhốt tù. Đây là một cái loại nhà tù để cho các bạn xem những cái loại nhà tù. Các bạn biết tù nó rất là kiên cố và nó kín dữ lắm. Đây, đây là tù. Các bạn thấy đây là nhà tù này là mà mỗi một gốc cây, những cái đường xa lộ mà lớn đó, đây là nhà tù, gọi là nhà tù state prison. Nó nhốt những cái tù mà gọi là tiếng dữ, tù lâu năm, tù mà có có hồ sơ, có lý lịch đó. Cái rào các bạn thấy nó rất là kiên cố, và những tù này nhiều lâu lâu nó làm rẫy, nó cho ra ngoài vòng vòng vậy, nó không cho đi xa đâu. Đấy, rồi ở đó là phải làm, rồi nó trả một giờ gì mấy chục sen gì đó, mười mấy sen, mười mấy xu à. Đấy, các bạn thấy không, nhà tù của Mỹ lớn, mà mỗi tiểu bang thì nó có tới 5, 6, 7 cái nhà tù như vậy. Các bạn thấy kinh hồn lớn không, mà nó nằm ở bên đây là một dải gì, rồi bên kia một dải gì. Bạn thấy cái mùa này là mùa này là bắt đầu trời ở Mỹ nó giao mùa, cho nên đường xá nó ngập te tua hết trơn à. Đấy, các bạn thấy không, đấy thế nói mà thằng chính phủ thấy cầm bảng nó cảnh cáo cho người ta xe người ta đi qua đó. Bạn thấy đường xá bên Mỹ nó đâu phải đâu phải chỉ có Việt Nam con đâu, ngập lụt đường. Các bạn thấy bên đây một dãy nhà tù nữa nè, đó vào đó một dãy nhà tù nữa đó. Đây nó có một chiếc xe nó chạy vòng nó coi chừng mấy cái đó là nó rào điện đó, đụng vô nó giật té nữa. Đây, hai bên hai dãy nhà tù lớn lắm. Tù này mấy cái này là tù gọi là thường là trung thân hoặc là cả năm, 10 năm, vài chục năm trở lên mà. Mấy cái loại tù như vậy nè. Còn tù mà ví dụ 1, 2 năm, dài 3 tháng thì nó nằm ở trung tâm của downtown. Cái trung tâm của downtown á. Để bữa nào tôi rảnh tôi xuống đó, tại từ đây mà vô trong đó mất cả tiếng đồng hồ. Phải đi xa lộ á. Các bạn thấy hai dãy tù không? Đây nè, đây một dãy nè ha. Lọc hết hồn, bóp kẹn cho làm hết. Vì khi mình quay tù ở nhà tù nó không cho nó. Nó làm mình hết hồn. Các bạn thấy đâu phải Mỹ là không có nhà tù đâu. Nhà tù bên đây một dãy, bên kia một dãy, thấy không? Bạn thấy không? Để mình chạy vô cái chỗ này cho các bạn xem. Chỗ này là để người ta đi vô, người ta thăm nuôi. Người ta đi thăm nuôi, đi thăm tù á. Đi thăm tù. Đó. Đó, thấy không? Vô thì là ta cảnh cáo đi, thấy không? Các bạn thấy. Để cái bản này là cảnh cáo đi. Đi vô trong mấy cái chỗ này, chính phủ nó kỹ lưỡng á. Tù này là tù cái dữ.
chứ đâu phải này là xe đậu của nhân viên này kia. F35 Mỹ nó mới bị gớt mấy ngày nay, mấy ngày một chiếc F35 mới to hơn 115 triệu. Nó gớt ở cũng Carolina. Chiếc F35 của Mỹ là một cái loại chiến đấu cơ hiện đại nhất mà nó sáng chế, nó phát minh, nó làm ra đó, nhưng mà nó bị trục trặc, hơi bị dữ mà lại tốt nhất trong lịch sử Mỹ. Mấy anh chị em các bạn thấy nhà thùng xe buýt nó chở tàu đi, chào anh chị em các bạn trong diễn đàn nha. Mưa mùa này là mùa mưa mà mùa giao mùa cho nên Mỹ bên này nó mưa, bắt đầu nó lụt nó với cái vùng mà các bạn biết ở như ngoại ô vậy nè, đường xá nó sình lầy, nó lụt khiếp lắm. Thì nước Mỹ đó các bạn thấy tù và cuộc sống, những cái cánh đồng này là nó để cho mấy người tù á, họ làm ruộng, họ làm ra cái sản phẩm, nó, mấy người tù họ ra đó họ làm nông á. Những cái doanh trại này cũng vậy, nó làm để cho những người tù làm, các bạn biết là cái doanh trại nó làm chỉ cho mấy người tù họ ra họ làm nông, họ sản xuất ra những cái họ trồng nông nghiệp đó, nó làm đủ thứ thôi. Mà mấy chỗ này mấy tù mà giống như nó ở lâu năm mà nó được uy tín rồi đó thì nó cho ra, còn những cái tù nào mà lợi hại hơn thì nó không cho. Cái giờ mà nhiều khi mình đi ngang á, mấy thằng mà tù nó ra nó làm, nó mặc cái áo màu cam cam, mặc áo màu cam nó làm. Thì bữa nay trời mưa với lại nó thu hoạch hết rồi nó không có làm. Các bạn thấy mùa này tại vì nó không có làm nông nghiệp, mùa này thì nó không có làm nông nghiệp nhiều giống như mấy mùa kia. Mỹ nó làm nông nghiệp cũng hay lắm, các bạn thấy sa mạc gì chứ nó làm nông nghiệp hơi bị giỏi. Nó làm về nó trồng đủ thứ hết. Nó trồng dưa hấu, nó trồng bắp, nó trồng cải, nó trồng củ cải carrot. Các bạn thấy Mỹ, những cái vùng nông nghiệp ngoài này là của dân, ngoài đây là của dân rồi. Nó làm, nó đưa nước về những cái trang trại ngoài đây. Những cái trang trại tư nhân, các bạn thấy Mỹ nó muôn màu muôn mặt. Mấy cái nhà tù nãy tôi nói các bạn là nó có đâu 6-7 cái giống vậy đó, ở mỗi một cái tiểu bang vậy nó có nhiều lắm. Thì vấn đề mà vấn nạn ở bên Mỹ nó cũng hơi dữ dằn hết chứ không phải giống như cái nhiều người họ nghĩ. Các bạn nghĩ rằng Mỹ là không có tội phạm, hồi đó tôi mới tới tôi cũng tưởng như vậy chứ. Chu cha, nó ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp, giết người rồi, hơi bị dữ. Cái gì nó cũng đứng cứ dữ. Về vấn đề mà vấn nạn đồ xã hội cũng vậy. Anh Mỹ này, tại vì nó là cái hiệp Trung Quốc mà. Các bạn biết nó là Trung Quốc. Thành ra những cái văn hóa bất đồng, ngôn ngữ bất đồng và cái lối sống văn hóa đó, nó làm ảnh hưởng tới vấn nạn trong xã hội rất là nhiều. Nhiều người người ta không có cập nhật, người ta không có qua những khi ta sống, người ta không có theo kịp với cái văn hóa cái xã hội đó, khi họ cũng vướng vào trong những vấn đề mà lao lý
càng phức tạp. Những cái vùng đất mà đây là vùng ngoại ô, các bạn biết bây giờ nó cũng gần là nông thôn đô thị quá hết rồi, tại vì dân càng lúc càng đông lên, đời sống càng đông lên, người ta đông lên. Khi mà những cái vùng đất, các bạn thấy những cái vùng đất như vậy là đất nông nghiệp đó, đất nông nghiệp với nó rẻ lắm. Và tụi mấy cái thằng mà chùm bất động sản á, cái nó mua lại, nó đầu tư. Như hẳn tôi chỉ á, nó kéo điện, kéo nước về, bắt đầu những cái vùng đất ở đây tăng giá lên, người ta ăn theo. Ở bên Mỹ thì thằng chính phủ nó khôn là nó giao cho tư nhân làm nhiều hơn. Thằng tư nhân làm gì thì mày chịu. Đường xá tao giao mày xây bể hư, mày sửa lại. Còn ở Việt Nam mình thì chính phủ đứng ra làm nhiều hơn, cho nên nhiều khi đi đấu thầu rồi cũng vậy, mà có chuyện gì bắt đầu là mấy ông mà gọi là chống cộng cực đoan nữa, mấy ông lên bắt đầu mà ông kêu rào thét luôn là tại cái này tại cái nọ. Cái thằng Mỹ mà nó là con cáo già, nó là nó trồng, các bạn thấy nó làm nông nghiệp không? Đấy, nó trồng đủ thứ đó. Ở đây là nói sa mạc thì chứ đất nó trồng, nó dùng thuốc đó, nó trồng hay lắm. Trời nắng chang chang, các bạn biết, nó tưới nước mà nó trồng cây nào cái đấy xanh dần. Mưa là chỉ mùa này thôi đó. Trong khi mùa hè mà hồi trước tháng 9 là trời còn nóng 110 độ. Trước tháng 9 là 115 độ, có lúc lên 125 độ. Những cái khu nông nghiệp như vậy mà các bạn biết, khi mà tụi mà bất động sản, mấy người chùm tư bản, chùm bất động sản mà nó nhảy vào là bắt đầu đất lên giá, đất nông nghiệp trở thành gọi là cầm trong tay là bạc triệu đô. Nói chung thiên thời địa lợi mà. Các bạn thấy mấy thằng này là mấy thằng chùm bất động sản, nó có để xe sẵn, các bạn thấy nó quảng cáo. Những cái xe nó để nó quảng cáo. Còn ở Việt Nam của mình thì nói chung hiện nay vấn đề mà bị người dân, mà một số những thành phần mà nó lợi dụng cái đặng mà nó xuyên tạc, tại vì mình chưa có, mình còn quốc hữu quá quá nhiều, cho nên nó xảy ra tình trạng gọi là tham nhũng hối lộ mà khiến cho người dân bức xúc. Còn nếu mà trong dân với dân mà nó hối lộ tham nhũng nhau thì đâu ai thèm bất xúc. Tụi bay tham gì con được thêm gì nhỉ? Ăn thì tụi bay đập nhau, tụi bay đá chịu. Ăn gì? Đấu đá nhau, có chuyện gì nào? Ra ngoài chính phủ. Hay cầm tiền đi mua cái gì? Nói. Hả? Tình trạng mà hiện nay trong nước mà bạn con sao? Tham nhũng hối lộ, bữa nào tôi sẽ giải thích cho các bạn thấy. Nó rất là hay. Thằng Mỹ nó điều khiển hay. Nó cũng tham nhũng hối lộ rất là dữ dằn, nhưng mà thằng chính phủ nó điều khiển được. Nó điều khiển. Có những loại tham nhũng mà nó triệt được, tham nhũng hối lộ mà nó triệt được. Có những loại tham nhũng nó vẫn để, tại vì nó không mang ảnh, nó không bị ảnh hưởng tới an nguy quốc gia. Mà hiện nay các bạn nhìn thấy những vấn đề mà tham nhũng trong nước hiện nay mà làm cho một số người bức xúc, thì theo tôi nhìn đó thì nó không có ảnh hưởng tới an nguy quốc gia. Như là Quyền Như nè, tôi lấy ví dụ như các bạn thấy như vụ án Quyền Như nè, Trịnh Xuân Thanh thì không phải, Quyền Như nè, Bầu Kiên nè, nó tham nhũng về ngân hàng. Còn những vấn đề mà nó ảnh hưởng đến nguy hại quốc gia giống như Trịnh Xuân Thanh nè, các bạn thấy Vũ Nhôm thì cũng không phải, Vũ Nhôm nó không thuộc thành phần đó, Vũ Nhôm thì nó còn nằm ở tình ở thành phần gọi là dân sự hơn, nó tham nhũng ở mức gọi là dân sự, nó xây trong cái trục của kinh tế. Còn giống như các bạn thấy như là những cái cán bộ đó, những cán bộ như là ông Lê La Thăng, ông Lê La Thăng là do sự lãnh đạo yếu kém cấp dưới của ông là người tài, nhưng mà ông không có gặp thời, ông không có gặp cái đúng cái thời đó, cho nên ông vướng vào lao lý.
chứ ông đó mà gặp cái thời mà ông làm việc mà cấp dưới của ông mà giỏi ấy, thì ông đó lãnh đạo thì hơi bị ngon. Ông làm việc ông rất là sáng, có những cái sáng kiến và thẳng thắn. Ông bị cấp dưới nó lợi dụng rồi nó trục lợi làm ông nhân duy nhất. Các bạn thấy tính vấn đề tham nhũng Việt Nam hiện nay, khi tôi thấy nhiều người lên bức xúc thì nói chung là cái lãnh đạo của ở trung ương phải nói rất là hay, điều khiển được hiện nay đánh rất là mạnh vào những cái tay mà tham nhũng hối lộ mà nó gây mất mát về ngân sách quốc phòng, là ngân sách quốc gia rồi đó, mà phải nói là rất là hay. Còn tham nhũng về mặt dân sự, các bạn thấy trong kinh tế Vũng Nhôm là một cái bằng chứng rất là rõ, bằng chứng rất là rõ, đó là nó thuộc về dân sự, nó trong nhóm lợi ích, các bạn thấy nó trục lợi trong cái nhóm lợi ích, nó mua chuộc những người mà cán bộ để đặng mà nó gọi là nhóm lợi ích đó. Các bạn thấy nói chung là hôm nào để nói bằng ra một cái đề tài gọi là tham nhũng hối lộ rồi. Mỹ các bạn biết thì nó đầy ngay cả ông tổng thống Mỹ, ông mà nguyên tổng thống Mỹ Jimmy Carter, ông ta còn phải lên án vấn đề mà tham nhũng hối lộ trong bộ máy chính quyền của Mỹ, bỏ ra 300.000 đô là có thể mua chức chạy quyền. Các bạn thấy, và các bạn nhìn thấy những cuộc bầu cử vận động của Mỹ, bọn quan chức chính quyền của nó thao túng với nhau. Các bạn thấy trời bên này mà mưa, nghĩa là đường xá ở Mỹ đó nha, mà bạn coi nước nó ngập lên. Đấy ý là nó có chỗ thoát nước rồi, nó làm cái quá, các bạn thấy nó còn có chỗ thoát nước mà nó thoát còn không kịp. Cái này là lúc tạnh mưa đó nha, trời mà hồi nãy là mưa mà mình mà đi là coi như là nó ngập lên xe luôn á, các bạn biết nó ngập lên tới xe luôn á, mà phải đi xe bán tải, xe cao, các bạn thấy đâu phải Việt Nam luôn đó. Có mấy ông mà chấp cộng rồi này kia, mấy người bao quay rồi, mấy ông mà cực đoan rồi, mấy người dân chủ cụi rồi, mỗi khi thấy Việt Nam mà bị lũ lụt hay là thiên tai rồi bắt đầu nó ngồi đó cứ nó xuyên tạc. Thì quay trở lại vấn đề tham nhũng, là các bạn thấy thằng Mỹ, các bạn nhìn những cuộc vận động bầu cử, các bạn thấy nó cũng như nồi cháo heo chứ nó cũng đâu có tốt lành gì hơn ai đâu. Tại vì có cái là tụi nó có tiền cho nên nó bịt miệng người ta được, nó cho người ta ăn. Người ta cái dân Mỹ mà cái nó biết được cái nhu cầu của cái dân mà gọi là trung lưu á, gọi là trung lưu á, họ sống đó. Mày bức xúc hả, mày la làng người ta, tao giảm thế quá, có muốn gì thì nói đi, mua lấy con lùn, ăn mấy mì mày bắt con tự mua không, cái con đi mua giúp cho mẹ được không hả? Không, tại sao không muốn đi mua? Con đi mua, con vận động một tí cho con tỉnh táo chứ sao, còn tốt chứ sao? Mua luôn hộ mẹ, mua luôn cho cả em ăn nữa. Vậy thôi, các bạn thấy. Như ở bên Mỹ, tôi nói vấn đề tham nhũng, các bạn biết ông Madoff, ông đó tham nhũng hơi bị dữ dằn, 50 tỷ đô la. Dễ sợ, 50 tỷ đô la. Cái thập niên mà 90 tôi còn nhớ như là Enron, công ty điện lực Enron, là MCI, Worldcom, nó lòi ra những cái chuyện thấy mà ớn chờ đậu. Rồi cuối cùng tiền thế, nó lấy tiền thế, nó phải đền bù thôi. Những cái người mà dân thì cũng mất trắng tay, rồi phải làm lại từ đầu, đời sống ở Mỹ. Nhiều người họ thần tượng quá thôi, thằng nào khôn nhờ dạy chịu à, nó nói chung là vậy. Còn lên mạng mà thùng rỗng chưa to mà nổ chăn chát chăn chát thì các bạn thấy mấy cái đám mà như Benny, thằng Benny chuột chột gì đó, Tân Thái rồi Rosetta rồi Sà Phạm rồi, các bạn thấy toàn là một cái quân ô hợp, những thành phần mà chống cộng cực đoan ở bên Mỹ
toàn là một cái đám hô hợp, nó không có ra gì đó, mà chỉ có một số người trong nước từ cái ngồi đó nó cho ăn cái bánh vẽ là lên tinh thôi, lên khoái, khi nó cho vài trăm đô khoái, rồi bắt đầu lên bức xúc và chửi. Ok thôi, xin chào anh chị em các bạn nha, chào mấy cuộc hẹn gặp sau.